Tôi là Thanh Nguyễn ạ. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là một video mới, đó là video hướng dẫn về nhảy dân vũ theo lời nhạc của bài Phố Hoa. Vâng ạ, bài này thì là chúng ta sử dụng các bước cha cha cơ bản các bạn nhé. Thì lúc này chúng ta vào bài tập luôn được không ạ? Và tôi sẽ đi hướng dẫn trước cho các bạn một vòng trước, sau đó thì tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cùng tập theo được không ạ? Vâng ạ, và sau khi mà các bạn tập xong ý, thì là chúng ta sẽ ghép nhạc ở phần dưới mô tả. Tôi sẽ để cái phần nhạc ấy, nhảy theo nhạc ở phần nhận xét dưới phần mô tả đấy ạ. Thì là các bạn ghép nhạc để các bạn nhảy theo các bạn nhé, khi mà bạn mình thuộc rồi ạ. Vâng ạ, và chúng ta bắt đầu vào bài tập nhé. Tôi sẽ tập hướng dẫn tập đi trước một lượt ạ, sau đó thì tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn ạ. Chúng ta bắt đầu nhé. Tôi vẫn phải đi cùng hướng với các bạn để các bạn dễ hình dung hơn ạ. Sau đó thì lát, tại vì là cái bài này là có hai hướng, hướng đằng trước và hướng đằng sau, nên là tôi cứ hướng dẫn như bình thường. Sau đó thì lát nữa tôi sẽ hướng dẫn chi tiết, thì tôi sẽ quay cùng hướng với các bạn cho các bạn dễ tập hơn các bạn nhé. Vâng ạ, chúng ta bắt đầu ạ. 1 2 cha cha cha, 2 2 cha cha cha, 3 2 cha cha cha, 4 2 cha cha cha, 5 2 cha cha quay, 1 2 cha cha cha, 2 2 cha cha cha, 3 2 cha cha cha, 4 2 cha cha mở ngang ạ, 1 2 cha cha cha, 2 2 cha cha cha, 3 2 cha cha cha, 4 2 cha cha dừng. Chúng ta tiếp tục ạ, bước lên ạ, và chúng ta lúc này sử dụng động tác tay nữa các bạn nhé. Bắt đầu bước lên, 1 đưa hai tay lên, 2 cha cha cha, 2 2 cha cha cha, 3 2 cha cha cha, 4 2 cha cha cha. Tiếp tục chúng ta lại làm động tác cha cha quay ạ. 1 2 cha cha cha, 2 2 cha cha cha, 3 2 cha cha cha, 4 2 cha cha lùi ạ. Lùi, chúng ta bắt đầu lùi ạ. Cái động tác cha cha lần thứ 4 này chúng ta đánh tay thật tử vong nhé. Bắt đầu tôi xin làm lại động tác này. Cha 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 này, quay này, chúng ta quay lại đây ạ. 1 2 cha cha cha, chúng ta quay lại đây thì lại cái động tác này ạ. Cha 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 đó, chúng ta quay cha cha cha. Vâng ạ, chúng ta mở lùi ạ, mở lùi ra phía sau ạ. Bắt đầu ạ. 1 giơ tay lên ạ, 2 cha cha cha, là chúng ta quay, 2 2 cha cha cha, 3 2 cha cha cha, 4 2 cha cha cha. Tiếp tục chúng ta đi 3 bước cha cha vòng thành một vòng tròn các bạn nhé. Bắt đầu bước thứ nhất ạ, 1 bước, 2 cha cha cha, để tay ra, 2 2 cha cha cha, 3 2 cha cha cha, và tiếp tục chúng ta đi lại từ đầu ạ. 1 2 cha cha cha, 2 2 cha cha cha, 3 2 cha cha cha, 4 2 cha cha cha, 5 2 cha cha quay, 1 2 cha cha cha, 2 2 cha cha cha, 3 2 cha cha cha, 4 2 cha cha mở ngang, 1 2 cha cha cha, 2 2 cha cha cha, 3 2 cha cha cha, 4 2
cha cha cha
hai hai cha 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 ba hai cha 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 bốn hai cha 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 bước cha cha chúng ta đánh tay tập tấm vông ạ. Vâng ạ. Chúng ta đi bước tiếp theo ạ, là đi bước 4 3 bước cha cha theo một hình vòng tròn ạ. Bắt đầu ạ, bước bằng chân trái trước ạ, bước sang bên phải này. 1 bước chân trái sang bên phải này. 2 lại bước chân phải lên này. Bước cha 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 tiếp theo là bước từ chân trái sang ạ. Cha cha cha. Tiếp tục chúng ta nối bước thứ hai vào để thành một hình vòng tròn nhé. 2 bước chân phải xuống ạ. 2 bước chân trái xuống ạ. Cha 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 chúng ta lại chân phải lại chất sang bên phải ạ. Cha cha cha. Lần thứ 3 lại tiếp tục như lần 1 ạ. 3 bước chân trái lên. 2 bước chân phải chéo sang. Cha bước chân trái xuống. Cha cha. Rồi ạ, tiếp tục chúng ta lại quay lại từ đầu ạ. Lùi chân phải xuống ạ. Là bước cha cha 5 lần, tiến lùi 5 lần ạ. Bắt đầu ạ. 1 2 cha cha cha. 2 2 cha cha cha. 3 2 cha cha cha. 4 2 cha cha cha. 5 2 cha cha quay. Bắt đầu ạ. 1 2 cha cha cha. 2 2 cha cha cha. 3 2 cha cha cha. 4 2 chúng ta lại quay mở ngang ạ. Cha cha cha. Bắt đầu chúng ta mở sang bên phải thì bước chân trái sang ạ. 1 2 cha cha cha. 2 2 cha cha cha. 3 2 cha cha cha. 4 2 cha cha quay. Bắt đầu chúng ta lại quay sang bên phải này. Bước chân trái sang. 1 2 cha cha cha. 2 2 cha cha cha. 3 2 cha cha cha. Và 4 2 chúng ta dừng lại bước theo 8 bước ạ, 2 lần 8 nhịp ạ. Bắt đầu ạ. 1 bước sang bên phải trước các bạn nhé. Bắt đầu ạ. 1 2 3 4 5 6 7 8 chúng ta bước về tiếp tục ạ. 2 2 3 4 5 6 7 8 và chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu ạ. Bắt đầu lại từ đầu là từ bước 5 lần tiến lên lùi xuống ạ. Tôi sẽ làm cái bước này luôn ạ. Tôi nối vào luôn các bạn nhé. Bắt đầu ạ. 1 2 cha cha cha. 2 2 cha cha cha. 3 2 cha cha cha. Và 4 2 cha cha cha. 5 2 cha cha quay. Bắt đầu ạ, quay ạ. 1 2 cha cha cha. 2 2 cha cha cha. 3 2 cha cha cha. Và 4 2
cha cha ngang ạ. Cha cha ngang, lúc này thì chúng ta đẩy cả hai tay nhé. Khi máy ở mặt đằng trước thì chúng ta chỉ cần một tay, nhưng mà đằng sau chúng ta đẩy cả hai tay lên ạ. Bắt đầu ạ, bước chân trái sang bên phải ạ. Một, hai, cha cha cha. Hai, hai, cha cha cha. Ba, hai, cha cha cha. Và bốn, hai, cha cha. Quay, hôm nay chúng ta lại quay ạ. Bắt đầu lại bước chân trái sang bên phải chặn, bên chân phải lại. Một, hai, cha cha cha. Hai, hai, cha cha cha. Ba, hai, cha cha cha. Và bốn, hai, chúng ta dừng lại ở đây. Bước tiếp, tám, hai lần tám nhịp tiếp theo ạ. Bước sang bên phải, tiếp tục bước sang bên phải trước ạ. Là chúng ta hướng quay mặt đến trước rồi đấy ạ. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Đó, sau đó chúng ta lại làm tiếp. Cứ tập tiếp như vậy một lần nữa. Là chúng ta hai lần như vậy là chúng ta ghép lại thành một bài nhạc. Và cái nhạc kết thúc ý, thì chúng ta lại tập lại từ đầu đoạn là năm bước cha cha cơ bản và quay. Và chúng ta mở sang hai bên là kết thúc bài các bạn nhé. Vâng ạ, video hướng dẫn tập của tôi đến đây là kết thúc ạ. Nếu như mà các bạn thấy hay, hãy like, share và đăng ký kênh giúp tôi ạ. Và hãy nhận xét ở bên phía dưới. Nếu như mà các bạn thấy cái bài nào tập hay ấy, thì các bạn có thể nhận xét, đóng góp ý kiến ở bên phía dưới phần nhận xét giúp tôi. Nếu như mà tôi có thời gian